được gặp lại tất cả các bạn trong chương trình Mèo Cắm Hoa. Với những bạn đã theo dõi kênh của Bi lâu rồi thì các bạn cũng đã được xem các kỹ thuật cắm và bó hoa rất là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay gặp lại tất cả các bạn, Bi sẽ hướng dẫn tất cả các bạn kỹ thuật cắm tròn cơ bản nha các bạn. Nguyên liệu Bi chuẩn bị gồm có hồng đỏ xa xa, lá nguyệt quế, lá sơn tùng để che bớt mặt form và cúc calimero. Để tập các kỹ thuật cắm tròn cơ bản này, các bạn nên chọn những cái mặt hoa tròn tròn bằng bằng hoặc là các mặt hoa lớn như mặt hoa hồng. Chúng ta sẽ rất là đơn giản và nhanh lấp đầy các mặt tròn nha các bạn. Đây là kỹ thuật cắm cơ bản nhất cho những bạn bắt đầu cắm những giỏ hoa từ cơ bản đến nâng cao. Chúng ta sẽ học bài cắm tròn cơ bản. Để dễ dàng thao tác, Bi sẽ che bớt mặt form bằng lá. Những các bạn mới mình dùng kỹ thuật này sẽ rất là đơn giản nha các bạn. Các bạn sẽ không gặp trở ngại khi mình phải che form sau khi cắm hoa. Vì cắm tròn đều bốn mặt nên lá các bạn cũng phải che tròn đều bốn mặt nha các bạn. Kỹ thuật che lá này cũng tạo khung để chúng ta xác định được chiều dài, chiều cao của cái hoa bung ra nha các bạn, để tạo thành một cái mặt hoa tròn. Các bạn tưởng tượng như là nó là nửa trái banh vậy đó các bạn. Khi các bạn tưởng tượng được rồi, chúng ta sẽ xác định được kỹ thuật cắm hoa vào như thế nào để nó tạo thành cái mặt trái banh đó. Để đơn giản, nếu các bạn không sử dụng lá sơn tùng thì các bạn cũng có thể sử dụng các loại lá khác để đi khung lá trước nha các bạn. Ví dụ như lá đinh lăng cũng được. Với kiểu cắm tròn bốn mặt này, các bạn xác định một cái mặt chính. Mặc dù các mặt hoa đều hướng đều bốn hướng, nhưng các bạn cũng phải xác định một cái mặt chính để mình tập trung hoa nhiều vào cái mặt đó nha các bạn. Ở đây Bi sử dụng hai loại hoa là
cúp Calimero và hòn đảo xa xa, nên Bi sẽ dùng cúp Calimero để đi khung hoa trước. Sau khi đi lá xong, tiếp theo các bạn đi hoa cúp Calimero. Các bạn xác định chiều cao của giỏ hoa cho mình cần cắm. Các bạn đi hoa từ trên xuống, một cành ở giữa làm tâm. Và bốn cành bốn bên nha các bạn. Bốn cành bốn bên để mình chia góc. Các góc cơ bản tạo thành cái hình tròn. Và nhớ mặt tiếp giáp giữa mặt hoa và giỏ mây, các bạn giật cái cành hoa vô một xíu để giỏ hoa có chiều sâu. Sau đó tiếp theo các bạn đi những cành hoa nối các đường từ đỉnh giỏ hoa xuống. Các bạn cũng chia bốn góc luôn nha các bạn. Đây là bốn góc cơ bản để các bạn tạo thành cái khung hoa hình tròn. Đây là cái bài học đầu tiên mà bạn nào bắt đầu làm hoa cũng sẽ được thực hành nha các bạn. Khi các bạn đã cắm tròn được rồi á, mình sẽ dựa theo cái cơ bản này để mình cắm những cái nâng cao hơn nha các bạn. Nên các bạn cố gắng chú ý kỹ giùm mình. Đây các bạn, khung hoa tròn đều bốn mặt đã hình thành. Hoa khung là hoa cúc Calimero. Tiếp theo Bi sẽ đi hòn đỏ. Cũng tương tự như cúc nha các bạn. Các bạn đi vào những cái góc còn trống. Và nhớ là phải tạo thành hình tròn bốn mặt nha các bạn. Mình sẽ xác định được cái khung rồi thì mình cứ tiếp tục đi lần lượt, giống như mình đang vẽ vòng tròn vậy đó các bạn. Mình vẽ vòng tròn từ trên xuống, từ bên này qua bên này, từ bên này qua bên này, từ bên này qua bên này. Nó là các đường chéo. Cứ
cơ bản, các bạn cứ thực hiện cơ bản kỹ thuật thì nó sẽ tạo thành cái giỏ hoa tròn đều. Đây các bạn, mình cứ thêm cho giỏ hoa tròn đầy đặn. Lúc trước Vi tập cắm hoa, Vi cũng tập cắm tròn như thế này, và Vi cũng tưởng tượng ra đó là nửa trái banh nha các bạn. Những gì Vi chia sẻ là những gì Vi đã thực hiện và áp dụng tới bây giờ nha các bạn. Mình cứ tưởng tượng nó là nửa trái banh và mình cắm. Khi nào nó tạo thành nửa trái banh là nó sẽ tròn. Đó các bạn cứ lần lượt thêm hoa vào chỗ trống thôi, khi nào nó tròn thì thôi. Vì mình đã chia khung trước rồi nên những bông hoa sau mình cứ dựa theo cái khung mình cắm nó sẽ tròn nha các bạn. Những cành hoa không đi ra khỏi cái khung được. Đây là mặt hoa tròn bằng mặt. Vi sẽ ưu tiên những cái hoa đẹp tập trung vào mặt chính của giỏ hoa. Nhiều hơn. Chỗ nào trống thì các bạn cứ thêm hoa vô nha. Vì bị chọn cúc Calimero, cái mặt hoa nó gồm nhiều hoa cúc nhỏ rồi nên rất là dễ đầy. Đây các bạn, các bạn đã quan sát, đây là kỹ thuật cắm tròn cơ bản. Chỉ cần các bạn chia khung lá, khung hoa và các bạn cắm lần lượt từ trên xuống, và các bạn chú ý mặt tiếp giáp giữa giỏ mây và mặt hoa mình sẽ giật vô một xíu để tạo chiều sâu cho giỏ hoa, và các bạn đi khung tròn như một trái banh là các bạn đã thực hiện xong một giỏ hoa cắm tròn đều bốn mặt nha các bạn. Nhìn vào giỏ hoa các góc đều tròn đều và tạo thành một cái hình cầu đây các bạn. Với những bạn mới, các bạn nên thực hành kỹ thuật cắm tròn cơ bản này cho nhuần nhuyễn và chúng ta sẽ
thực hiện các kỹ thuật cắm nâng cao hơn, dễ dàng hơn. Bi chúc mọi người thực hiện thành công. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, Bi mong mọi người cho Bi một like, một đăng ký kênh. Và bạn nào có thắc mắc về kỹ thuật cắm hoa, các bạn để lại comment để Bi giải đáp tận tình cho các bạn. Bi xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip hướng dẫn tiếp theo. Xin chào các bạn.